Con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu vào bài học nhá. Bánh gato, bánh pizza, thực phẩm nào có tên gọi bắt đầu bằng chữ bờ, sữa, bánh pizza, cái, bánh pizza. Chính xác. Yay! Chúng mình cùng tập viết số 4. Bốn. Con làm tốt lắm. Con hãy tìm bóng phù hợp nhất với hình bên trái. Bánh gato, con giỏi lắm. Yeah! Con hãy lật thẻ và tìm những cặp thẻ giống nhau. Kem, bánh gato, bánh pizza. Tuyệt vời! Con hãy chọn hình đúng để hoàn thành dãy bên trái. Con hãy kéo các chữ số vào đúng vị trí của chúng trên đồng hồ. Một giờ. Chín giờ. Chính xác. Hooray! Hình nào tạo ra cái bóng bên trái? Bánh pizza. Xuất sắc. Yay! Hình nào khác lại so với những hình còn lại? Con hãy đến xem có bao nhiêu cái bánh gato, hai cái bánh gato, đứa con mình đang soi kính lúp vào đâu đây? Hộp sữa chua. Con làm tốt lắm. Con hãy tìm đúng các thẻ hình. Bánh pizza,
Đố con đâu là nốt si? Si. Xuất sắc. Hey. Con có nhận ra hình nào là hình bên trái không? Bánh pizza. Con hãy chọn miếng ghép phù hợp với hình bên trên. Bánh gato. Con hãy kéo tất cả những hình bên dưới vào đúng bóng của chúng. Hoan hô! Hooray! Con hãy lật thẻ và tìm những cặp thẻ giống nhau. Bánh pizza. Bánh gato. Con làm tốt lắm! Hooray! Con hãy chỉ xem đâu là cái bánh gato. Bánh gato. Con làm tốt lắm. Hey. Đứa con đây là số mấy? 10. 1. Con hãy tìm phần còn thiếu của vòng quay. Chữ nào còn thiếu trong từ này? Bánh pizza. Hoan hô! Bánh pizza. Bánh gato.